Thank you.
cẩm, gỗ cẩm coi. Tám nha các bạn. Này có mấy bạn yêu cầu mình làm ná không có lòng chạc nha các bạn. Thì đây là cây ná không có lòng chạc ha. Cái kiểu này thì nó nhìn nó không có được đẹp rồi. Ok, giờ mình sẽ test thử ha. Bìa 3 cm rồi. Rất ok hai các bạn. Ná không lòng chạc. Cái này thì không có phù hợp cho mấy bạn mới biết chơi ha. Cái loại này thì nó hơi nguy hiểm nha các bạn. Mấy bạn mà mới biết sử dụng, mới làm quen với ná thì không nên chọn cái loại chạc như thế này ha. Nó rất dễ bị đập chạc ha. Nó đập chạc vào trong đây thì rất là nguy hiểm ha. Đó. Cho nên các bạn mà mới chơi thì nên tìm những cây ná nó có cái lòng chạc như thế này ha. Bắn cho nó dễ bắn hơn ha. Còn cái này, cái loại này thì dành cho mấy các bạn mà chơi lâu rồi ha, chơi lâu năm rồi, họ quen rồi. Đó. Họ quen cầm cái chạc rồi thì bắn thì nó sẽ không có bị đập ha. Đó. Về cách để bắn cái này thì nó cũng đơn giản thôi, chứ nó không có gì hết các bạn. Chỉ cần mình hơi chúi cái ná tí xíu thôi. Mình cầm cái ná mình hơi chúi ra tí xíu ha, chúi về trước tí xíu là nó sẽ không có bị đập chẹt thôi ha. Đó. Nó cũng rất là dễ dễ bắn chứ không có khó các bạn. Chỉ cần mình chúi cái ná xuống tới một chút thôi ha. Thì nó sẽ không bị đập chẹt. Đó. Mà mấy các bạn mới tập chơi thì không nên chơi cái loại này đâu ha. Tại các bạn chưa có quen, các bạn cầm chưa có quen, nó rất dễ bị đập vào đây. Đập vào đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm ha. Đó. Để sử dụng được cái cây không lằn chạc thì nó cũng dễ thôi ha. Mà chỉ cần chúi cái ná tới một chút là có thể bắn được rồi ha các bạn. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay mình làm được 2 cây ha, chặt 8, 2 cây gỗ cẩm lai. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.